Huyện Kim Động không chỉ là vùng đất địa linh nhân kiệt có nền văn hóa và lịch sử lâu đời với trống đồng Động Xá tại thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng, được coi là biểu tượng của nền văn hóa Đông Sơn từ hơn 2.000 năm trước. Bộ đĩa vàng được tìm thấy từ năm 1967, có niên đại thế kỷ 11 ở đền Bà Chú Mụa, thôn Cộng Vũ, xã Vũ Xá, được công nhận là bảo vật quốc gia. Huyện Kim Động còn luôn tự hào là một trong những địa danh ở tỉnh Hưng Yên từng được Bác Hồ về thăm và nói chuyện với cán bộ và nhân dân. Đó là ngày 16 tháng 9 năm 1961, sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Bác về thăm xã Nghĩa Dân. Tại đây, Bác đã dặn dò cán bộ và nhân dân trong xã và huyện Kim Động. Xã Nghĩa Dân là dân có nghĩa, phải ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm tốt, làm gương cho các xã khác. Muốn thế, phải sản xuất tiết kiệm, mỗi xã viên phải làm chủ hợp tác xã, xây dựng hợp tác xã cho tốt. Thăm nhà mẫu giáo Nghĩa Dân, người căn dặn, vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người. 60 năm qua, Đảng bộ chính quyền và các thế hệ cán bộ đảng viên và nhân dân huyện Kim Động luôn đinh ninh và làm theo lời Bác. Đó là anh hùng, can đảm trong chiến đấu, năng động đổi mới trong xây dựng huyện ngày một phát triển vững mạnh, toàn diện. Thực hiện lời dạy của Bác, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng với truyền thống anh hùng cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Kim Động đã đoàn kết một lòng, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, chống lại chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Cùng với cả nước, Kim Động luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Đã động viên sức người, sức của, chi viện kịp thời cho tiền tuyến, với tinh thần thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Hàng chục ngàn thanh niên Kim Động đã lên đường tòng quân, đi chiến đấu. Nhiều cá nhân đã lập chiến công xuất sắc. Trong đó, có những tướng lĩnh quân đội như Đại tướng Nguyễn Quyết, Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên. Nghe theo lời Bác, giữa thập kỷ 60 của thế kỷ trước, thanh niên Nguyễn Đức Thụy đã lên đường vào Nam chiến đấu. Ông Thụy là chiến sĩ đặc công rừng xác, chuyên tham gia đánh tàu của Mỹ ngụy trên sông Sài Gòn và ở các cửa biển. Nhớ lại, những chiến công đầu tiên của ông chính là để mừng kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ dịp 19 tháng 5 năm 1970. Phải hiểm nguy, thậm chí có thể đánh đổi cả tính mạng. Song nhớ đến Bác, ông và các đồng đội đã dũng cảm lập nên những chiến công cho đơn vị. Những năm tháng ác liệt năm 1970, năm ấy tôi được nhận nhiệm vụ là phải giải phóng bằng được đảo Long Sơn để lập thành tích chào ngày sinh nhật Bác Hồ. Dưới sự chỉ huy của tôi, ngày thì lắm tình hình cơ sở, đêm thì vận động vào trong đảo. Bắn quả B-1 đầu tiên, đạn của tôi cắm xuống nổ 4 mét, thiêu hủy cả 12 thằng, cháy luôn. Trận chiến đấu này, đảo Long Sơn được giải phóng đúng 24 tiếng. Với những chiến công đó, ông Thụy hai lần được phong tặng anh hùng. Năm 1973, ông được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng. Năm 1976, Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đinh ninh lời dạy của Bác Hồ, lớp lớp thanh niên ở huyện Kim Động đã xung phong cầm súng ra tiền tuyến đánh giặc. Song cũng có hàng nghìn người ở lại quê nhà tích cực tham gia sản xuất nông nghiệp, làm thủy lợi, gián tiếp đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến. Nổi bật là phong trào làm thủy lợi, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Phong trào đã xuất hiện các điển hình toàn quốc như kiện tướng Phạm Thị Vách, được Bác Hồ hai lần tặng huy hiệu và được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Kiện tướng Trần Thị Ánh, được Bác Hồ tặng huy hiệu của người.
Bà Phạm Thị Vách nhớ lại, cách đây 60 năm, đó là những ngày giữa tháng 9 năm 1961, trong lần Bác về thăm Hưng Yên, dự hội nghị thủy lợi toàn miền Bắc, người đã trực tiếp trao huy hiệu lần thứ hai của mình tặng bà Vách, khi đó mới ngoài 20 tuổi. Một vinh dự lớn lao cho bà và huyện Kim Động. Sau này, khi được bầu là đại biểu Quốc hội, là phó bí thư thường trực huyện ủy, bà Phạm Thị Vách có một số lần được gặp Bác. Những lời Bác dặn thì có rất nhiều, nhưng sâu sắc nhất với bà chính là lời dạy của Bác về sự đoàn kết trong đảng, đoàn kết để cùng phấn đấu xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Các cái đợt Bác về Hưng Yên, Bác gặp cán bộ và nhân dân Hưng Yên, Bác bảo không cái gì bằng cái đoàn kết. Đoàn kết, đại đoàn kết. Xong rồi mỗi một người có một cái ý chí để mà thực hiện. Cho nên tôi được gặp Bác trước, Bác dặn như thế, học tập quần chúng mà làm, về mà làm tốt hơn. Cho nên là đến những cái hội nghị mà Bác về, Bác lại nhắc cho cán bộ và nhân dân như thế, tôi cũng thấm thía lắm. Đây là những người mà cách đây 60 năm từng được nghe Bác nói chuyện tại đình Thổ Cầu, xã Nghĩa Dân. Với họ, dù còn rất trẻ, song những lời dặn dò của Bác luôn theo mãi, dù còn công tác hay đã nghỉ hưu. Trên mỗi cương vị, họ vẫn luôn đinh ninh lời Bác về sự hy sinh của bản thân cho tập thể, cho sự phát triển của phong trào của địa phương, đơn vị, phải hoàn thành mọi công việc mà tổ chức giao phó, dù có khó khăn, gian khổ đến đâu. Lúc nào cũng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của đoàn giao cho. Thế rồi được vào đảng thì làm tròn trách nhiệm của đảng giao cho. Thế nghĩ đến lời Bác Hồ dạy, thì Bác nói là xã Nghĩa Dân là dân có nghĩa. Thì chúng tôi là phát huy để làm sao để thực hiện cái lời của Bác. Khắc ghi lời dạy của Bác, ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm và làm gương cho các xã khác. Xã Nghĩa Dân giờ đây là một trong những xã đầu tiên được công nhận đạt đô thị loại 5 vào năm 2019. Đời sống kinh tế của người dân cũng ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng một người một năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ. Cơ sở vật chất cho giáo dục được quan tâm, 4 cấp học của xã đều đạt chuẩn quốc gia. Trong suốt 60 năm qua, Nghĩa Dân được vinh dự Bác Hồ về thăm, đảng bộ và nhân dân xã nhà luôn đinh ninh lời dạy của Bác và thực hiện tốt lời dạy của Bác, đặc biệt là luôn coi trọng xây dựng đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh, thường xuyên tuyên truyền đến nhân dân phải thực hành tiết kiệm, lao động sản xuất. Học tập và làm theo lời Bác, huyện Kim Động đã triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đơn vị đã tạo chuyển biến về nhận thức hành động trong tổ chức đảng, cán bộ và nhân dân. Tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Huyện cũng cụ thể hóa các quy định về chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ công chức, viên chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tổ chức cho cán bộ đảng viên đăng ký cụ thể nội dung học tập và làm theo lời Bác. Trong đó có việc cam kết không xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân. Nhiều tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm hàng năm. Thông qua đó đã xây dựng và phát huy đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên và góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Kết quả, sau 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, huyện Kim Động đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, các gương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu. Toàn huyện có hơn 250 tập thể cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Trong đó, tiêu biểu là thế hệ thanh niên trẻ của huyện đã cụ thể hóa việc học đi đôi với làm theo lời Bác bằng những công trình, phần việc thiết thực,
dám vươn lên và thay đổi tư duy, mạnh dạn trong lao động, sản xuất. Thực hiện lời Bác dạy thì thế hệ trẻ luôn luôn mạnh dạn tìm được cái hướng đi mới cho mình. Cá nhân tôi cũng đã cải tiến những cái quy trình sản xuất từ những cái sản xuất thô sơ và bây giờ đã biến thành những cái sản xuất công nghiệp hóa, hiện đại hóa bằng máy móc hiện đại. Cùng với đó, phong trào thi đua dân vận khéo gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được triển khai với nhiều hình thức, xây dựng và duy trì hiệu quả 86 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Đảng bộ, chính quyền huyện Kim Động đã thực hiện rất là nghiêm túc bởi muốn đem đến cho cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu nắm sâu được cái giá trị cốt lõi của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Điều đó đã góp phần đạt được những cái thành tựu về công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế xã hội của huyện Kim Động. Chúng tôi coi đây là một nhiệm vụ phải nói là hết sức quan trọng và đặc biệt là thời gian tới với cái mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội lần thứ 23 của huyện đảng bộ chúng tôi đã đề ra thì bất kể một công việc gì, một cái nghị quyết nào chúng tôi cũng đều yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, mỗi cán bộ đảng viên, công chức, đặc biệt những người đứng đầu phải gắn với việc học tập chỉ thị số 05 và theo chuyên đề hàng năm. Nhớ lời Bác dạy, vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người. Phong trào toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục ở Kim Động ngày càng phát triển sâu rộng. Chất lượng giáo dục được nâng lên, số học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng tăng nhanh qua các năm. Công tác đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm đúng mức. Đến nay, có 32 trên 48 trường đạt chuẩn quốc gia. Huyện thường xuyên duy trì ở top đầu trong tỉnh về chất lượng giáo dục. 100% cán bộ quản lý và giáo viên các bậc học đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong phong trào thi đua dạy tốt, về học tập và làm theo lời Bác, ở Kim Động đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình như cô giáo Trần Thị Thúy ở trường Trung học Phổ thông Đức Hợp lọt vào top 50 giáo viên tiêu biểu toàn cầu năm 2019. Việc thực hiện chỉ thị 05 học tập và làm theo lời Bác thì đối với chi bộ trường Trung học Phổ thông Đức Hợp chúng tôi đã triển khai bài bản và nghiêm túc. Cuối năm bao giờ chúng tôi cũng có bình chọn những cái cá nhân điển hình để ghi vào sổ vàng theo lời Bác. Và thực sự họ là những người điển hình. Tiêu biểu nhất là cô Trần Thị Thúy, các em Vương Ngọc Minh em ấy đạt giải nhất môn hóa học, học sinh cấp tỉnh. Và em được tuyển thẳng vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Hay là em Vũ Thảo Hiền, em đã đạt huy chương vàng cấp quốc gia về cái cuộc thi tiếng Anh trên Internet toàn quốc. Rất là tự hào trực tiếp được ở cái nơi mà được đón Bác Hồ về thăm ngày 16 tháng 9 năm 1961. Từ năm đó đến nay chúng tôi luôn là những người kế tục sự nghiệp của những anh các chị và những người đồng nghiệp đi trước. Bác căn dặn vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Chính vì thế mà chúng tôi đã chăm sóc các cháu rất tỉ mỉ, chu đáo. Và trường chúng tôi thì luôn luôn được những phụ huynh tin yêu bởi vì những cái niềm tận tụy chăm sóc, yêu các con như con ruột của mình. Thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt là thi đua làm theo lời Bác, kinh tế của huyện Kim Động có bước phát triển nhanh. Bình quân giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt gần 10%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ chiếm hơn 80%. Nhớ lời Bác Hồ dạy, về làm thủy lợi khó nhọc trong vài năm để được sung sướng muôn đời. Những năm qua, huyện Kim Động rất chú trọng đến cải tạo, xây mới hệ thống kênh mương, thủy lợi nội đồng, đầu tư xây dựng các trạm bơm, phục vụ sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đến nay, huyện chuyển đổi được trên 2.000 hectare, hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả rau màu lớn. Trong đó, gần 500 hectare đã được chứng nhận Việt Gáp. Nhờ vậy mà cơ cấu nông nghiệp tuy chỉ còn hơn 13%, song lại phát triển mạnh theo hướng tập trung hàng hóa, giá trị gia tăng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 55 triệu đồng. Toàn huyện đã đầu tư xây dựng được gần 30 km đường huyện và đường liên xã, gần 60 km đường thôn xóm, đường nội đồng, với số tiền đầu tư hàng nghìn tỷ đồng trong giai đoạn 2015-2020.
2020. Xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh, đảng viên xung phong hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Qua đó, tạo phong trào hiến đất, dỡ bỏ tường rào của gia đình để mở rộng đường trong toàn huyện. Điển hình là ở các xã Hùng An, Ngọc Thanh, thị trấn Lương Bằng, xã Hiệp Cường. Ra sức học tập rèn luyện theo cái phong cách của Bác thực sự cũng khó, nhưng mà mình là đảng viên, mình là hội viên hội cựu chiến binh thì thường xuyên trước hết là mình phải đi đầu. Nhận được cái kế hoạch của chi bộ có một cái dự án làm con đường sau làng này, thì tôi là đảng viên tôi phá một cái dãy tường dày xây dài như thế, xong lại có cái cổng như hiện đại như thế, nhưng gia đình tôi quyết tâm về vận động vợ con về sau là nhất trí. Trong các năm qua, huyện Kim Động mọi nguồn lực tập trung thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, huyện được công nhận huyện nông thôn mới. Đến nay, 3 trên 16 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Huyện Kim Động có một khu công nghiệp và 8 cụm công nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch. Trong đó, cụm công nghiệp Lương Bằng có diện tích 50 hectare đã lấp đầy 100%. Cụm công nghiệp Phú Thịnh, cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân mới được tỉnh thành lập phê duyệt quy hoạch chi tiết 1 trên 500 và đã thu hút được chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Dịch vụ thương mại phát triển mạnh, huyện được phê duyệt chợ đầu mối nông sản Kim Hưng có diện tích gần 80 hectare. Đến cuối năm 2021, toàn huyện có gần 300 doanh nghiệp hợp tác xã hoạt động. Một số dự án đã đi vào hoạt động như công ty trách nhiệm hữu hạn Hannes Brand Việt Nam, công ty may Yongwan, công ty bao bì Thuận Đức, công ty may Tân Đệ, nhà máy nước sạch Ngọc Tuấn tạo việc làm cho hàng vạn lao động và nguồn thu ngân sách lớn cho huyện. Huyện cũng rất quan tâm đến việc xúc tiến, mời gọi, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Coi đây là một trong những động lực để phát triển kinh tế của huyện những năm tới. Đinh ninh lời dạy của Bác, 60 năm qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân Kim Động đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, chủ động sáng tạo, vượt qua khó khăn và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Có thể khẳng định, 60 năm qua, huyện Kim Động có bước phát triển nhanh và khá toàn diện, đạt được nhiều thành tích quan trọng trên các mặt công tác, tạo nền tảng để huyện tiếp tục phát triển mạnh trong những năm tới. Đảng bộ và nhân dân của huyện Kim Động xác định là sẽ tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, làm theo của Bác, đi nó vào thực chất, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên là cơ sở để xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và tập trung thu hút những cái dự án lớn về công nghiệp, về thương mại dịch vụ để tạo ra nhiều công ăn việc làm cũng như là thu nhập ổn định cho người dân. Đồng thời phát triển mạnh cái sản xuất hàng hóa trong cái sản xuất nông nghiệp, đầu tư mạnh về công nghệ, khoa học kỹ thuật, làm sao mà cái nông nghiệp của Kim Động sẽ chuyển đổi nhanh và mạnh hơn, gắn với cả việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và tạo ra nhiều nguồn lực để tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm đến các gia đình chính sách, người nghèo, người có công, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Qua đó thì nâng cao cái đời sống của người dân. 60 năm làm theo lời Bác, Đảng bộ và nhân dân của huyện Kim Động rất tự hào, đồng thời xác định phải tiếp tục làm tốt hơn nữa mọi mặt xây dựng huyện Kim Động giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững. Đó cũng là thực hiện cái mong muốn của Bác Hồ. Kỷ niệm 60 năm ngày Bác về thăm xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, không chỉ tin tưởng và làm theo lời Bác, mà cán bộ và nhân dân Kim Động luôn tri ân những tình cảm sâu nặng, công lao trời biển của Bác. Mỗi người dân Kim Động luôn tự hào và hứa với Bác sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện tốt lời dạy của Người để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 23 đề ra, góp phần xây dựng quê hương Kim Động ngày càng giàu đẹp, văn minh như mong muốn của Người.
Trong đó có thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trước mắt là thực hiện chuyên đề năm 2021 là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hai khâu đột phá, 6 chương trình trọng tâm mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 đề ra. Cụ thể là phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và đô thị. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao gắn với phát triển kinh tế vùng bãi. Phấn đấu đến năm 2030, Kim Động phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, trở thành trung tâm thương mại dịch vụ lớn về nông sản của miền Bắc, đi đầu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển du lịch, là khu vực phát triển năng động, thịnh vượng, hài hòa và bền vững, động lực chính trong phát triển vùng của tỉnh Hưng Yên.